thần tài gõ cửa bốn con giáp đang khổ nợ ngập đầu bỗng nhận lộc bề trên trúng số trăm tỷ trả hết nợ nần đổi đời đại gia trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật ngày mùng 1 ngày mùng 2 Tết chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, thưa quý vị nếu như mà đã biết cuộc đời này là một những chuỗi ngày mưu sinh vất vả thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần đến với cái thế gian này đúng không ạ à, quý vị cũng hãy nhìn lại về cái xã hội hiện nay, cái sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, bằng xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập. À đã vậy, còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh. Cuộc sống quá đỗi là vất vả, khiến cho chúng ta lại phải vay mượn để sống cho qua ngày. ở à, bên cạnh đó, lại còn phải lo toan tự mình gánh vác thêm những cái đại hạn à thêm nữa, thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm thì mất hết. Lấy tiền đâu mà trả nợ? À, nghĩ đến đây ý, mà những con giáp này cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, thầm oán trách sao mống cuộc đời nó bất công với chúng ta quá như vậy. À, tuy nhiên, đang cơn bĩ cực thì bốn con giáp này bất ngờ nhận được lộc bể trên, thần tài sẽ tìm đến ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp. 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh, chóng mặt. Đúng 2 ngày, mùng 1, mùng 2 Tết. Thì được phúc tinh, nó hội tụ, nó soi chiếu, giúp cho bốn con giáp này rũ sạch cái vận xui của năm cũ, cuộc đời bước sang một cái trang mới, đánh đâu thì thắng đấy, ôm tiền tỷ cầm tay, tiền nhét chật két, xây nhà tậu xe, nắm trong tay khối tài sản bạc tỷ, khiến cho cả thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy đó là những con giáp nào và tại sao lại có những cái may mắn nó đến với những con giáp này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, trước khi theo dõi chương trình, quý vị đừng quên ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào mới nhất từ Tử Thông. Và ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong hai ngày thứ bảy chủ nhật, tức là nó sẽ rơi vào ngày mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch. Và dương lịch nó sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong hai ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. À, đúng ngày mùng 1, mùng 2 Tết thì nói chung ấy những người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều cát tinh nó phù trợ nên là sẽ gặp được nhiều cái may mắn trên nhiều cái phương diện của cuộc sống. Dù Tết đã đến nhưng những con giáp này vẫn rất cần cù chăm chỉ lại gì không ngại khó khăn, không ngại không ngại gì khổ cực. Những ngày đi làm cuối năm thời gian vừa qua ấy, bản mệnh cũng nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên nên các bạn gì nói chung là sẽ có thêm được cái tinh thần để phấn đấu trong cái thời gian tới. Và trong hai ngày tới đây ấy, là cái thời điểm sẽ mang đến cho những người tuổi Sửu những cái động lực để gì hệ thống hóa lại cái quy trình làm việc của mình. Quý vị hãy cố gắng để bản thân làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn trong thời gian tới Nói chung ấy, những người tuổi Sửu trong thời gian này vẫn đang trên đà phát triển để thăng tiến của chính bản thân mình à, Tuy nhiên có thể tạo dựng được những cái bứt phá sớm hơn trong cái sự nghiệp thì đây là cái thời điểm sớm mà các bạn có phải loại bỏ bớt những cái thói quen tiêu cực những cái niềm tin tiêu cực nữa đang gì khiến cho quý vị tự giới hạn bản thân mình Bên cạnh đó trong những ngày đầu năm mới này cũng là lúc để những người tuổi sửu kết nối mở rộng cái mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong cái lĩnh vực của mình à, con giáp này vẫn có thể tập trung vào công việc và sẵn sàng tăng ca nhận những cái công việc mà người khác muốn thoái thác à, những người tuổi sửu sẽ dễ dàng ghi được dấu ấn tốt đẹp trong mắt của ban lãnh đạo có thể các bạn sẽ nhận được những cái khoản tiền bất ngờ trong cái thời gian này bên cạnh đó không những công việc mà cái tài lộc của những người tuổi Sửu cũng được dùng dính trong thời gian này, đặc biệt là trong hai ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Thời điểm đầu năm mới là cái lúc mà tình hình tài chính của những người tuổi Sửu là sáng nhất. Đó, những người làm ăn kinh doanh thì sẽ dễ đạt được cái đỉnh cực phát, mọi khó khăn cũng sẽ được xoay chuyển thành công, sự nghiệp thì được thăng hoa, cuộc đời thì được đổi vận từ đây. Bên cạnh đó, quan hệ vợ chồng trong cái thời gian này nhìn chung ấy thì cũng có nhiều cái biến động. Vợ chồng các bạn hãy trò chuyện nhiều hơn để giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống, cũng như là gì? À trong cái đầu thời gian đầu năm mới thì quý vị cũng nên hàn gắn cái mối quan hệ, đi chơi xuân và có cái kế hoạch hàn gắn cái tình cảm nhưng bởi những dạn nứt từ trước đó đã mang lại. Vì thế, để bảo vệ cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng Tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng Tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh công thuận lợi, tiền bạc, tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi xíu. Đó. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, thưa quý vị. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày thứ bảy chủ nhật, trong hai ngày Tết ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, kính thưa quý vị, cũng là một trong những con giáp may mắn nhất nhì trong hai ngày tới. Những người tuổi thìn cũng được dự đoán là sẽ gặp nhiều cái thuận lợi trong những thời điểm này. Đó, công việc thì gần như đã gì được hoàn thành nhờ cái tinh thần tự giác của những người tuổi thìn. À, các bạn còn dư thời gian để sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nên là đi đâu thì cũng được mọi người yêu mến đặc biệt là trong hai ngày tới sắp tới đây à, các vấn đề đều được giải quyết một cách ổn thỏa các bạn có thể yên tâm mà đón tết cùng với gia đình và những người mình thương yêu nhất một số người thì vẫn còn một vài cái vướng mắc từ thời gian trước đó nhưng mà quý vị cũng đừng quá lo lắng nhờ được quý nhân phù trợ nên là những cái thách thức cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết và đem đến cho những người tuổi ý tuổi thìn ấy cái kết quả tốt đẹp ngoài cái mong đợi à, do đó các bạn cũng nên nắm bắt đến cái cơ hội để giải quyết dứt điểm những cái vấn đề còn khó khăn ở trong cái thời gian trước đó à, thêm vào đó cái sự xuất hiện của nhiều cát tinh như một cái lời cổ vũ với những người tuổi thìn trong cái thời gian này đặc biệt là với những người trẻ tuổi những người mà tham gia trực tết cũng sẽ được đánh giá cao thậm chí có người còn được gặp quý nhân được người lớn chỉ đường dẫn lối, thành công sẽ đến với nhanh hơn với những người tuổi thìn. Thêm nữa, cái vận trình công việc của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng khá là ổn định. Tuy là gì, nói chung ấy là những ngày nghỉ Tết, nhưng mà các bạn cũng khá tận tâm và gặt hái được kha khá cái thành quả. Các bạn luôn biết cách cân bằng giữa thời gian, làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo cái hiệu quả công việc nó được tốt nhất. Thì ngoài ra, các bạn cũng được đồng nghiệp và cấp trên quý mến và họ luôn sẵn sàng hỗ trợ khi mà các bạn cần thiết. Quý vị nên nhớ đó là mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thời gian này thì làm việc cũng được dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này thì những người tuổi thìn cũng nên cân nhắc đánh giá lại cái chiến lược phát triển cái sự nghiệp của bản thân ở trong tương lai. Quý vị hãy nhìn lại những cái gì mà mình đã đạt được và cả những gì mà đã bỏ qua để có được cái nhìn khách quan hơn trong cái năm mới, trong hai ngày cuối tuần này. Đó. Nếu các bạn biết rút kinh nghiệm và để ý đến những cái chi tiết hơn, những cái điều mà các bạn tưởng chừng như không quan trọng, thì cái kết quả sắp tới cũng sẽ hứa hẹn được khởi sắc rõ rệt với những người tuổi thìn. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng rất đáng mong đợi. Lúc này thì các bạn đã nhận được một chút thành quả do thì là gì? Do cái thời gian cống hiến trước đó và nó cũng gì đảm bảo cho những người tuổi thìn sẽ cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới Nói chung ấy, về vận trình tài chính trong thời gian này có phần thâm hụt một chút Do là sắm Tết cũng như là gì? Tiền lì xì, tiền mừng tuổi cũng như là gì? Sắm các khoản lễ, đi đây đi đó Nhưng trong thời gian này thì những người tuổi thìn ấy Nói chung ấy, cái khoản chi đó cũng đã nằm trong phần dự tính Nên là cũng không hề cảm thấy khó khăn hay là rắc rối gì Liên quan đến việc chi tiêu tiền bạc May mắn là những người tuổi thìn đã lên kế hoạch tiết kiệm từ trước đó nên lúc này thì những người tuổi thìn cũng đã dành dụ được một số tiền chuẩn bị cho những cái dự án lớn lao hơn trong tương lai. À, so với những người khác thì tình hình tài chính của những người tuổi thìn cũng được khởi sắc hơn hẳn trong hai ngày cuối cuối tuần này. bên cạnh đó thậm chí là một số người còn mua được nhà mua được xe trong thời gian tới. À, tuy có thể là vay ngân hàng hoặc là được người thân bạn bè hỗ trợ. Nhưng đó thực sự là những cái thành quả đáng mong đợi cho những cái cống hiến của những người thì, tuổi thìn trong suốt thời gian vừa qua. Và trong hai ngày tới đây cũng là cái thời điểm để họ nhận được những cái thành quả xứng đáng dành cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi thìn ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ thứ hai. Tiếp theo, ứng cử viên may mắn thứ ba trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật ngày mùng 1 ngày mùng 2 Tết không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ À, quý vị thân mến à, Trong cuối tuần mới đón Tết Được coi là cái thời điểm Mà những người tuổi ngọ đón vận đỏ như son May mắn thì ngập tràn Trong khoảng thời gian này Thì những người tuổi ngọ được Nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh nó hội họp Có thể đón lộc từ quý nhân Gặp được nhiều cái may mắn Trong công việc sự nghiệp và trong cả cuộc sống những người tuổi ngọ tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trước đó Nên là gì? Trong thời gian này cũng khá là rảnh, rảnh rang Tinh thần hăng say, tập trung tới giây phút cuối cùng trong thời gian vừa qua ấy, cũng nhận được những lời tuyên dương khen thưởng của lãnh đạo. Thì đây cũng là cái động lực để cho những người tuổi ngọ tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong thời gian sắp tới sau Tết. Cái vấn đề lương thưởng cuối năm cũng có thể có khiến các bạn hài lòng. À, bên cạnh các khoản tiền lương thưởng ghi nhận cái sự cố gắng trong suốt một năm vừa qua thì các bạn còn nhận được thêm cái phần thưởng nóng, tiền lãi từ những các mối đầu tư trước Tết và gì khiến cho quý vị mừng không kể xiết à, trong thời gian này thì cát tinh sẽ mang đến những cái may mắn sẽ giúp cho bản mệnh tiếp xúc với những cái cơ hội quý báu một số người sẽ phải khá bận rộn để hoàn thành những cái trách nhiệm của mình nhưng đây cũng là một cái bước đà để các bạn gì thăng tiến trong cái thời gian tới nói chung ấy trong cái hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tức là hai ngày tết ngày mùng 1, mùng 2 tết ấy, thì những người tuổi ngọ sẽ gì được nguyệt lệnh nó ủng hộ và nó hỗ trợ công việc thì tiến triển được xuôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn sẽ đón nhiều cái tin vui trong hai ngày cuối tuần này. Một vài cái hạng mục bị dồn ứ từ trước đó hoặc là chưa kịp xử lý trước đó thì cũng đã được được những người tuổi ngọ gì làm đâu vào đó trước cái thời gian nghỉ Tết rồi. Có thêm cái sự tín nhiệm của cấp trên cũng gì như là cái sự ủng hộ của cấp dưới, cơ hội thăng tiến với những người tuổi ngọ trong cái thời gian tới cũng được gì gia tăng bên cạnh đó những người tuổi ngọ thì thỏa sức phát huy cái tài năng của mình nhờ cái sự sáng tạo cũng như là cái sự cái tầm nhìn lãnh đạo của mình quý vị hãy tiến hành theo đúng kế hoạch tránh cái tình trạng là nóng vội hay là gì làm việc tùy hứng mà đang ở trong thế chủ động lại bị biến thành thụ động có như vậy thì mọi việc mới trở nên được suôn sẻ ở những cái giây phút cuối cùng và quý vị mới được thảnh thơi để ăn tết có điều trong thời gian này dấu hiệu thị phi hoặc là bị lừa đảo, lừa gạt nó khá là rõ ràng. Vậy nên những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng cần phải là gì? Hành sự cẩn thận, tránh vội vàng, kéo bị kỳ xấu lợi dụng. Đặc biệt là trong cái dịp Tết quý vị cũng nên tránh xa những cái trò cờ bạc đỏ đen may rủi. Kéo gì? Lại gì? Vướng một đống nợ vào người. Vì thế làm gì quý vị cũng cần phải tính toán kỹ càng, chậm nhưng mà chắc. Tránh được cái thị phi, tránh được cái họa về phá tài thì nó cũng sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi những người tuổi ngọ thêm nữa cái sự nghiệp trong thời gian này cũng thuận lợi hanh thông à, những người tuổi ngọ nói chung là cái tài vận cũng đang trên đà phát triển những người kinh doanh buôn bán thì có lợi bỏ túi không ít những cái lợi nhuận và lộc lá được trời ban à, tuy nhiên nói chung ấy những ngày đầu năm này ý, thì nhiều lễ hội nhiều dỗ chạp cưới xin à, nên là quý vị cũng cần phải chuẩn bị cái khoản tiền Đấy, cái khoản tiền dự trù trước Một số người còn ham chơi à Còn mất nhiều tiền cho các trò may rủi Thậm chí là hao tốn một số tiền rất là lớn Do là bị gì? Bị hung tinh, nó lâm vận Vì thế, quý vị hãy quản lý tiền túi của mình thật chặt Nếu mà có thể thì cũng nhờ người thân, người tin cậy Tay hòm chìa khóa giúp cho mình Thì mới tránh khỏi được cái tình trạng là hao tốn tiền bạc này Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc cho mình ấy thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc tài lộc cho những người tuổi ngọ vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ à, quý vị thân mến nói chung ấy trong hai ngày cuối tuần này thì nó trôi đi cũng khá là nhẹ nhàng với những người tuổi tỵ khi mà những người tuổi tỵ thì được gì tài tinh nó chiếu mệnh là một trong những con giáp cực kỳ may mắn. Với cái tinh thần hân hoan chào đón cái năm mới thì những người tuổi Tỵ sẽ giữ được hòa khí với mọi người xung quanh, cùng tập trung giải quyết những cái tồn đọng của trước đó, ấy, trước Tết. À, không để cho cái việc cũ nó còn dây dưa sang năm mới. Gần như là mọi thứ đã nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Tỵ. Các bạn không gặp bất cứ những khó khăn hay là những căng thẳng nào trong thời gian này. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ nói chung trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tức là ngày mùng 1, mùng 2 Tết ấy, cũng được khởi sắc đấy và những ngày đầu năm này những người làm ăn kinh doanh thì có thể thành thơi uh, buông tay đấy sau những ngày vất vả và cũng kiếm được một khoản tiền bội thu tiền về đầy túi à, các bạn cũng đã dự đoán được nhu cầu mua sắm ở cái đợt cuối năm ấy nên là gì cũng thu về bội tiền về tay và quý vị cũng cần phải có những cái dự định tiếp theo cho cái thời gian uh, sau nghỉ tết nếu mà vẫn duy trì được cái phong độ này cộng với cái bản mệnh chăm chỉ và biết cố gắng ấy thì những người tuổi Tỵ rất dễ là làm giàu trong cái thời gian sau đó. Và gì, làm đâu tháng đó những người tuổi Tỵ sẽ khởi đầu cái năm mới với những cái dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cái vận trình tài lộc của mình. Về vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong thời gian này nói chung ấy cũng đã được trở nên hanh thông hơn, thuận lợi hơn trước đó. À, không có gì phải lo lắng nhiều Bản mệnh thể hiện là cái người có tầm nhìn tốt và cho thấy cái trách nhiệm của mình trong công việc Các bạn làm tốt những cái nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn Hiệu quả công việc cũng được nâng lên rất nhiều à, Chỉ có điều trong thời gian này những người tuổi tỵ là có phần tự mãn Nên là không phải ai cũng ưa thích hay là yêu mến Những người tuổi tỵ nên hành xử một cách khiêm tốn và khéo léo hơn Để cái gì nếu mà không muốn vướng vào những cái chuyện thị phi tai ách À, thêm nữa ở nơi công sở công việc có những cái ý kiến bất đồng nó xảy ra là cũng là dễ hiểu thế nhưng trong lúc tranh luận thì các bạn nên lắng nghe thật kỹ rồi mới phản hồi à, đôi khi quý vị cũng nên trò chuyện một cách văn minh và không nên ngắt lời những người khác để khi mà họ bày tỏ cái quan điểm của mình à, bên cạnh đó lại được cái tài tinh nó chiếu mệnh trong thời gian này nên là những người tuổi tỵ trong hai ngày tới ngày mùng 1, mùng 2 tết ấy, cũng sẽ có nhiều cái tin vui về cái vận trình tài lộc bản mệnh có thể là nhờ vào những cái mối quan hệ tốt đẹp của bạn bè của đối tác mà kiếm được một khoản lớn để trong cái thời gian sau tết à, có thể các bạn không có chủ đích nhưng mà mọi thứ vẫn cứ đến một cách tự nhiên giúp cho những người tuổi tỵ có thể tận dụng cái cơ hội tốt để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình không ít những người tuổi tỵ có thể dành ra một khoản tiền lớn tiết kiệm và đầu tư cho cái tương lai một cách hiệu quả hơn à, thêm nữa có rất nhiều cái lời dụ dỗ hay hoa nó xuất hiện À, trong cái thời gian hai ngày tới à, khi mà các bạn có nhiều tiền ý, nhưng mà quý vị hãy nhớ luôn nâng cao cảnh giác để gì cẩn thận kẻo để bị mất tiền oan chỉ vì cả tin ngoài ra thì các bạn có thể tán lộc cho mọi người như đi làm từ thiện hay là công đức Đấy. hoặc là các bạn cũng có thể mời mọi người thân, Mời bạn bè nói chung là liên hoan ăn chơi trong thời gian này à, quý vị cứ cư xử hào phóng thì cũng sẽ được thần tài ban bố thêm nhiều đồng lá hơn đó và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tức là ngày mùng 1, mùng 2 Tết. À, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Sửu, hai tuổi Thìn, ba tuổi Ngọ, bốn tuổi Tỵ. Đó là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong hai ngày mùng 1, mùng 2 Tết. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn